Xin chào anh em nhé. Hôm trước mình có một người anh và hát cái bài Chôm Chôm Lý Quả Phà, thì Vinh thì hát dở lắm, nhưng qua yêu cầu này chắc là anh chơi bài này thấy khó đúng không, cho nên muốn Vinh chơi thử. Thì cái bài này chúng ta chơi được nhiều cái giai điệu vào, nó như có thể chơi slow. Chơi rê thứ nhé, rồi có thể chơi bản lát xưa. Thì cái bài này nếu mà chơi bản lát xưa nó nhanh hơn khi mà chúng ta chơi bản lát xưa cho những cái bài khác bình thường nhé. Anh yên tâm nhé. Đó, thì Vinh sẽ thử này. Thì chơi ở rê thứ này. Anh đi xuống Tây Đô quán hôm nào, đi chôm chôm duyên dáng em chào, chôm chôm ngọt như là tiếng dao, anh ăn vào nghe lòng xuyến sao, thương con phà mi thuận làm sao. Quyền nải cũng quyền nải à, cái khổ hai à. Cô em bán chôm chôm ngăn sắn hoa khôi, vâng à. khôi mua ký chôm chôm hương xinh tươi, môi em cười bên ngoài e ấp mắc cỡ, nhưng trong lòng em đã gắn bó. Chôm chôm mùa sau chín hay nhớ, anh cau trầu đưa nàng làm dâu. Năm tháng bôn ba anh ghé thăm em, trông thấy chôm chôm cô gái xưa quen. Anh đi tìm có người báo tin, chôm chôm vườn bây giờ vắng tanh. Em cười đưa nàng, em qua và theo chồng. Là cái ban xưa nhé, chúng ta có thể chơi, rồi chúng ta chơi slow rock. Thì những cái lốt Vinh đọc một tí nó Vinh sẽ đọc, nhưng bây giờ chơi slow rock đã à, slow slow soft. Anh đi xuống Tây Đô qua vắng hôm nào, vui mùa ký chôm chôm duyên dáng em chào, chôm chôm ngọt như là tiếng dao, anh ăn vào nghe lòng xuyến sao, thương con phà mi thuận làm sao.
không thấy chôm chôm em bán chưa quen. Chôm chôm ngon vắng tanh, bây giờ vắng tanh. Em qua phà theo chân mẹ sinh. Chôm chôm phù theo chồng về dinh. Đơn giản vậy thôi. À, Vinh không thuộc lời, chứ còn cái thuộc âm, hợp âm của đó thì cứ đi có mấy hợp âm đấy, đi đi lại lại nó cũng theo vòng một trật tự, cho nên là chúng ta không bị loạn hợp âm. Nhưng mà cái lời ấy, Vĩnh thì thuộc lời bài hát nó dở lắm, mới xem qua này chưa thuộc đâu, cho nên là mấy chỗ thuộc lời không được lời anh em thông cảm. Nhờ cái mấy cái lốt để chúng ta tỉa này, nhớ là rê thứ thì nó có si dáng ha. Son có phải trong cái bài hát, trong cái lời bài hát nó để đấy là hợp son thứ thì nó về đâu son. La la si la 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 si la son. Pha, được chưa? Mình đọc lại cái đoạn sau nhé. Son pha, lại từ đầu này. La si la son, son son la son pha, son son la son, son la son pha, son son la son. Câu này nha, pha này, hợp âm pha này. Pha pha ra, pha la, si, si dáng nha, la, yeah. La nha, la này nó thuộc hợp âm pha đấy. Tiếp theo, pha pha ra, cái nốt rê rê đấy là nó ở trong cái hợp âm rê đấy, nhưng mà kệ nó. Fa fa ra fa la la son. Yeah. Fa fa ra fa la la son. Nha. Yeah. Mấy con về lại kêu son. À, cái này, cái câu này. Lên con pha, lên con pha, mi rê đô rê la rê mi. Làm sao? Bây giờ còn sau này chơi một cái nữa. Mi rê đô rê la đô rê, là cho nó về cái rê để chúng ta vào hát, đúng không? Chôm chôm ngon như là tiếng giao.
đó. À, chúng ta dùng ngay cái đấy để luyến lấy đuôi nó đoạn ấy. Thì mọi người nhớ ghi chép này nha, Vĩnh đọc lại từ đầu này. La la si la 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 si la son 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 la son 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 la son fa 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 re la si la fa fa re fa la la son mi re do re do re mi mi re do re la do re. Mấy con rùa bực kê đó, anh em ghi lại nhá, rất đơn giản và tùy cái cách anh em chơi, nhưng mà cơ bản nhất chúng ta chậm lại để kiểm soát cái nhịp nó. À, anh đi xuống Tây Đô qua Bắc hôm nào, không vui mua ký chôm chôm duyên dáng em chào một vô nghỉ, chôm chôm ngọt như là tiếng dao, anh ăn vào nghe lòng xuyến sao, thương con pha mỹ thuật làm sao. Anh em nha, hình ảnh nó hơi kém, anh em thông cảm nha.